Vâng, hello, xin chào tất cả anh chị em cô bác đã quay lại kênh YouTube ô tô Nguyễn Thịnh Minh Trang của em ngày hôm nay. Trong buổi sáng hôm nay em sẽ giới thiệu anh em một em xe Innova năng G210. Form dáng cực kỳ đẹp luôn nha anh chị nha. Năng G210, biển số 67A05623. Biển số khá nhìn ha, mãi lọc. Máy tài chứ, 23 là máy tài. Để em đi một vòng quanh em xe này để cho anh chị mình nhìn và cảm nhận xe đẹp hay xấu nha. Riêng em cảm nhận chiếc xe này là tuyệt vời đẹp luôn. Vì dòng này là dòng Di lên G mà như thế này là quá đẹp rồi. 4 mâm lớp vỏ mới nè, 4 cái mâm 2013, 4 cái vỏ mới, biển số đẹp, lên full G luôn, có cản đầu luôn. Cản đầu rất đẹp chưa? Đó. Anh chị em nhìn cái hình này đâu có chỗ nào mà che được không? Anh chị em nhìn cái lồng dè nè, mới tanh luôn. Đó. Rồi cái vỏ anh em nhìn gần 4 cái vỏ là 2 một lượt luôn, chứng tỏ chủ nhân này đi rất là kỹ cái tính nha. Hai là 2 một lượt 4 vỏ như nhau mới thay nha. Đó, lồng đẹp chưa? Rất là liền những cái cửa nè, nó rất là liền mí với nhau nha anh chị nha. Đẹp lắm. Mâm mới toanh. Lồng dè ở trong nè, phục bọng nè, sườn nè. Anh chị thấy không? Cầm nè. Đẹp kỳ luôn. Rất là liền, hai cụm đèn pha phía trước rất là sáng luôn. Đó thì em xe này em sẽ bán với anh em một cái giá cực kỳ hợp lý luôn, 186 triệu. Đó, xe liền không về, không phải dọn thêm 1.000 nào nữa nha anh chị nha. Xe này không về, nói chung là về anh chị không tốn thêm 1.000 nào nữa nha, em cam kết với anh chị luôn. Thì ở bên trong đó thì chủ nhân đã được lên thêm một màn hình Android nè, một cái cam lùi và cái gương kính chỉnh điện. Đây, gương kính chỉnh điện. Năng G là phải vô lăng G nha, và hai dàn lạnh nha. Thì trần trên thì cũng đã lập mới rồi. Nội thất ở trong thì sơn màu vàng theo phối với bộ ghế da màu vàng, cũng rất là sang trọng và bóng bẩy nha anh chị nha. Kính bấm bốn kính hoạt động bình thường hết. Gương kính chỉnh điện, vô lăng bốn chấu, máy rất là êm luôn. Đó, để em quay cho anh chị nhìn cái gầm nó này. Bên đây nữa nè, mới tanh luôn thấy chưa. Gầm đẹp lắm anh chị nha. Xe này cái gầm là khỏi chê luôn. Để em nổ máy lên. Máy lạnh lạnh teo. Nó cửa đóng nè. Anh chị nhìn cái xe mà thì cửa đóng nè. Nghe cái cửa đóng nè. Nhìn muốn mua chiếc xe này đúng không nè. Đó. Kính nè. Kính bấm rất là lẹ luôn. Đó. Ok chưa. Đó. Hai dàn lạnh nha anh chị nha. Nút mở dàn lạnh phía dưới nè. Mở ra, nó có 3 nắp còn ha nè. Xe này là nói chung là full G hết trơn rồi. Hầu như là 90% là như G, hết hợp vô lăng G luôn nè. Có Google Control nhưng mà cái này là không xài được nha anh chị nha. Đó, đồng hồ đi 160.000. Em xe này thì cái đồng hồ này là chắc là có tua nữa rồi, nhưng mà theo mình đoán xe này đi chắc khoảng 200 mấy nghìn đó anh chị ha. Vì chất xe gầm bể nó rất là đẹp luôn. Bên cạnh đó được cái màn hình Android nữa nè. Đó, anh em lên mạng làm gì làm ha. YouTube thường. Camera lùi rất là rõ luôn. Đó, đèn bọng. Dàn ghế, dàn sàn nè anh chị nhìn thấy đẹp ghê chưa? Nói chung mày lâu lâu mới mua được em xe đẹp như thế này ha. Thì giá mình bán con 186 triệu thôi. Để mình mở cái cốp sau cho mở cái capo cho anh chị mình tham khảo cái phần máy nha. Keo chỉ nè. Đã chưa? Đó, kêu chỉ anh chị nhìn nè. Đó, xe Di mà lên G mà vậy đẹp. Đẹp quá trời luôn. Này có cái ngàm lên nè, gà vô. Máy nổ rất là êm luôn. Hình như là không có nghe tiếng, một cái tiếng động gì luôn á anh chị. Cabo, logo nè, đầy đủ hết. Kêu chỉ là không thiếu phần nào nha anh chị nha. Nói em xe này là nên mua nha anh chị ha. Theo mình thấy em xe này mình nói với anh chị là nên mua luôn, tại vì nó đẹp quá. Dọn lại hết rồi. Máy là không thấy hiện tượng đổ hơi, đổ khói luôn á anh chị. Đây. Không thấy hiện tượng đổ hơi, đổ khói gì hết trơn. Em vô à.
Đó. Đăng kiểm thì còn tới tháng 4 2022 luôn nha anh chị. Rồi, anh em bà con cô bác mình, anh em nào mà mới lên xe này thì thôi cứ nhấc máy alo cho Thịnh nha. Rồi, xin chào anh em ha.